Kính chào quý vị và các bạn thân mến nha. Hôm nay mình lại tiếp tục làm clip nha anh em. Thì được rồi đó, thì mình có chia sẻ cho anh em gắn cái cục nhạy còi này đó cho là những cái dòng xe quay game này kia ha. Thì hôm nay là mình sẽ nói chung là chiếc Winner X này kia xe FE nó cũng tương tự như vậy đó, nhưng mà khi mà anh cái này là mình đang lắp thực tế và mình sẽ chia sẻ cho anh em nha đó. Thì khi về mà anh em mà lắp hai dây giống gì nào, giống hai dây giống gì đâu, qua chuyển dây lại không chị. Nếu mà anh em á là lắp theo cái đúng cái nó là đỏ qua cộng dây lửa này này kia rồi phải không đó, ở đây á là nó có đen đỏ này nè. Bây giờ là mình sẽ lắp sai cho anh em xem nè. Giờ rút hai dây ra đừng để cho nó chạm nhau nha, rút hai dây qua rồi bây giờ mình chuyển dây đỏ qua dây xanh này được đây. Ghim vô đây đó, anh em dòm kỹ nha đó, ghim vô đại đi hồi mình làm sao. Rồi bây giờ là anh em thấy nè, nó chỉ là cục trung gian đúng không. Bây giờ anh em á là lắp dây đó, bây giờ mình lỡ lắp dây sai đi, ví dụ như vậy đi, rồi bóp kẹn đó, đó bóp hai ba cái luôn đó, là anh em á là thấy á, là nó không có nhảy kè còi phải không, không nhảy kèn. Bây giờ mình chuyển dây lại nè, ở đây mình làm chuyên nghiệp á thì mình không có tắt cái chìa khóa nha anh em, còn khi anh em mà không chuyên nghiệp ở nhà thì anh em tắt cái chìa tắt cái khóa mắt cây này, hoặc là anh em đang xài khóa chìa này kia thì anh em tắt nha, đừng có để lửa nó chạm này kia thì không có tốt nha. Bây giờ mình đã đổi dây lại, anh em xin nhìn nè, xem nè, rồi ok anh em thấy không. Nói chung là khi chúng ta lắp cái này dây sai thì không có sao nghe anh em, không có vấn đề gì đó. Nếu mà khi chúng ta lắp dây á là ngược dây á là mình bóp còi á bóp kèn á là nó không có nhảy còi thì chúng ta là chuyển dây lại, nó rút bên này gáp lại qua bên kia là ok, thì lắp gáp nó như vậy thôi nè anh em, thấy đơn giản không đó. Nếu mà khi mà lắp gáp á mà anh em không tự tin quá thì khi á, chúng ta mở ra chúng ta ghim như thế này thì anh em tắt cái chìa khóa đi nha đó, đối với những cái dòng xe FI này kia ha. Còn xe thân cơ thì anh em có thể làm đại, nhưng mà chúng ta tắt cái chìa khóa đi đó, đừng có cho nó mở lên á, thì khi quá trình chúng ta làm á nhiều khi á là quơ tay quơ chân nó không có bằng chuyên nghiệp như là thợ làm thì nó sẽ gây ra tình trạng là chạm với nhau, là nó không có tốt cho chiếc xe mình ha. Thứ nhất á là nó đứt cầu chì này kia, mắc công đi mua cầu chì này kia tại nhà lu bu này kia, hoặc là nó chạm ECU này kia đó. Nói chung là khi chúng ta làm điện câu cái vấn đề gì đó là chúng ta phải tắt ổ khóa trước đó, tắt ổ khóa trước đi rồi tính nha, chứ anh em đừng có mở khóa là làm. Đó, rồi câu cái này thì trên hiện tại là mình đang làm ở trên Winner X nha anh em, Winner X ha. Thì nói chung là như vậy, chúng ta mà dây bên này là chúng ta ghim nó sai, chúng ta bóp kèn mà nó không nhảy thì chúng ta chuyển dây lại ở đây qua đây là ok. Còn hai dây bên này thì anh em là cứ để thoải mái gì ghim ha, chúng ta chuyển qua chuyển lại cái này thôi là ok đó. Rồi cái này là khi anh em làm nè, đừng có ghim gì ha, nó lỏng ha, nó lỏng quá để anh em lấy cái kìm gì ở nhà anh em thì anh em bóp cái dắt này lại một tí. À, bóp lại cho nó khít, tại vì khi chúng ta cái này á thì ghim vô đây thì cái bát ở trên kèn á nó bự hơn cái bát ở trên cái nhảy còi của chúng ta ha, bự hơn. Thì anh em bóp cái này lại rồi anh em hãy ghim cái này vô đó, em ghim sát, anh em lấy băng keo quấn tới đây luôn đó để cho nó sát vô á là ok đó. Chúng ta ghim rồi anh em cứ quấn băng keo tới đây luôn nha, để cho nó giữ chặt lại là ok. Không nói nè, nếu mà anh em không có quấn giữ chặt lại thì nhiều khi chạy nó dằn nó vụt cái này ra thì cái tín hiệu của chúng ta nó mất tiêu. Rồi bóp đó ok. Rồi là chia sẻ cho anh em vậy nha đó, trên quay game thì chúng ta gáp như được rồi á, là mình có chia sẻ cho anh em rồi. Còn đối với những dòng FB này thì nhiều khi anh em game lộn chui á là nó không có nhận tín hiệu thì anh em đổi dây lại đó, hoặc là những cái dòng quay game cũng vậy, nếu mà anh em game sai thì đổi dây lại thôi, nó không vấn đề gì tới chiếc xe của mình hết, anh em cứ yên tâm nha. Rồi vấn đề xe anh em liên hệ trong fanpage với phần mô tả video này, hoặc từ đầu clip mình đề địa chỉ để anh em nhắn địa chỉ lên Google Map ra số điện thoại địa chỉ đi tới nơi luôn nha anh em. Rồi tạm biệt anh em nha.